Chào mừng tất cả các con đã trở lại với khóa học trực tuyến ngữ văn lớp 6 bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn Cô rất vui khi được đồng hành cùng các con trong khóa học này Các con thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu văn bản thông tin Giờ trái đất Ở tiết học trước, ta đã tìm hiểu về 3 vấn đề trong tìm hiểu chi tiết Bao gồm có Phần sapo Khởi phát giờ trái đất sự ra đời và phát triển của giờ trái đất đến với tiết học thứ ba của bài học này chúng mình sẽ tìm hiểu những phần còn lại đó là giờ trái đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu tổng kết những giá trị nội dung nghệ thuật của văn bản này hãy cùng cô bắt đầu bài học với bốn nhỏ giờ trái đất chính thức trở thành chiến dịch toàn cầu Phần này được đánh dấu bằng mốc thời gian vào cuối năm 2009. Các con hãy cho cô biết, vào cuối năm 2009 đã có sự kiện gì diễn ra? Rất chính xác, vào cuối năm 2009 có thể thấy rằng nhận thức của thế giới về biến đổi khí hậu được nâng cao trong hội nghị biến đổi khí hậu liên hợp quốc với sự tham gia của 192 nước. Tiếp theo, cũng vào năm 2009 này thì đã có sự kiện gì liên quan đến đất nước Việt Nam ta? Đúng vậy. Từ năm 2009 thì Việt Nam chính thức tham gia chiến dịch giờ trái đất. Các con thân mến, như vậy chúng ta đã thấy rằng cuối cùng thì Giờ trái đất đã chính thức trở thành chiến dịch mang quy mô toàn cầu chứ không còn bó hẹp trong phạm vi quốc gia Australia nữa. Điều này cũng đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của thế giới đến với vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất trước biến đổi khí hậu. Chúng ta sẽ tổng kết bài học ngày hôm nay với phần cuối cùng, cô mời các con đến với phần 3 lớn tổng kết chúng ta sẽ tổng kết dựa trên hai phương diện thứ nhất là nội dung tư tưởng và thứ hai là hình thức nghệ thuật đầu tiên chúng ta sẽ ghi nhớ những kiến thức sau đây thuộc về nội dung tư tưởng văn bản cung cấp thông tin về sự ra đời và phát triển của chiến dịch giờ trái đất con hãy trả lời cho cô biết qua văn bản giờ trái đất con học hỏi được điều gì qua văn bản giờ trái đất chúng ta thấy rằng văn bản đã nhắc nhở mỗi cá nhân cần tích cực thực hiện chiến dịch giờ trái đất nói riêng cũng như thực hiện các hành động để bảo vệ môi trường nói chung cuối cùng chúng ta sẽ đến với tổng kết về hình thức nghệ thuật đầu tiên hãy nhận xét cho cô cách trình bày của văn bản giờ trái đất văn bản này có cách trình bày thông tin vô cùng sáng rõ và logic đặc biệt ở đây văn bản đã có sự kết hợp thông tin giữa kênh chữ và kênh hình ảnh để văn bản sinh động hấp dẫn hơn qua đó thì người đọc có thể tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ và cụ thể hơn trong văn bản đã cung cấp cho chúng ta một hình ảnh rất nổi bật đây chính là biểu trưng của giờ trái đất Ta quan sát ở đây có số 60 cộng ở trong biểu trưng này. Số 60 cộng được tạo nên từ hình ảnh của trái đất. Đặc biệt, dấu cộng được đặt sau số 60 như muốn nói với chúng ta rằng giờ trái đất không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt các thiết bị điện mà chúng ta có thể thực hiện nhiều hơn như thế nữa để có thể bảo vệ trái đất khỏi biến đổi khí hậu bài học của chúng mình đến đây là kết thúc cô cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi như vậy chúng mình đã tìm hiểu một văn bản thông tin đó là văn bản giờ trái đất qua đó chúng mình có thể hiểu được sự ra đời cũng như phát triển của chiến dịch giờ trái đất gắn với những mốc thời gian cụ thể cô hy vọng qua văn bản này chúng mình sẽ thu nạp được những thông tin quan trọng đồng thời qua đó còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bảo vệ trái đất ngày càng xanh sạch đẹp cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con trong những tiết học tiếp theo cùng trang web olm vn